đã được 5 năm rồi. Thì ngay từ những ngày đầu gặp nhau, mình gặp nhau ở trường đại học, rất may là lại có những cái buổi liên hoan của hội đồng hương thì lại được gặp nhau. Cũng khá là bất ngờ khi mà nhận ra người quen ở Hà Nội và lại còn học cùng khóa, nhưng mà trước đây thì lại không để ý đến nhau. Thực sự là hạnh phúc, mang lại tất cả hạnh phúc cho cô ấy. It's your constant love that gives me strength. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something. Mình nghĩ là mình và cô ấy
sau này sẽ thực sự có một cuộc sống rất hạnh phúc, bởi vì là được xây đắp nên từ một tình yêu rất là lâu dài. Và hy vọng là khi mà cô dâu xem được cái văn phòng lần này thì cô dâu cũng không thương mình.